Quá em lại cứ đi, em đang trách là bệnh viện tỉnh dưới này tại sao lại bó lại kém thế. Vừa rồi ra nói chuyện với lại con Hồng Nhung thì nó bảo là được 4 ngày mẹ cháu đã coi như là hoạt động, đã quét nhà quét cửa các kiểu rồi chứ được nó mới 4 lệch ngày đi. cơ. Thế thì làm sao mà nó chả gì lệch. Chị nói không được 4 ngày về nhá, xong rồi hôm trước cái kiểu nó vẫn còn đau đã, xong rồi ngồi xong rồi ấy các thứ nọ kia. Thế nói khó lắm. Thì đấy, thì Đấy, em thế bảo mới rồi, nói không phải là chị không biết chuyên môn mà đấy là đúng chị rồi. muốn, chị vẫn cứ làm thế thì Chứ phải xong chịu cứ thôi. bảo là chứ mẹ cháu cứ phải là nhất cơ, cứ phải là cái gì tao cũng Em vậy còn cơ. gửi lên cho Khánh phó đốc Việt Đức ấy. Đấy, phó đốc có chuyên môn mà lại là chấn Rồi thương chỉnh hình luôn. rồi Đấy thì nó bảo là cái này phải bó lại, nhưng mà em hỏi lại thì được 3 tuần rồi, đâu nữa chứ không phải là mấy ngày đâu. tức Đấy. là họ đến được một tuần thì ra chụp để bị di lệch, cho nên phải Đấy. kéo lại. Di lệch nhá thì con Hồng Nhung mới gửi cho em. Thì em đã bảo rồi là cái này là hơi lệch. Đấy. Thì coi như là bảo họ là nắn lại luôn. Lại nắn lại Đấy. luôn đấy, Thế thì không nắn lại luôn nhưng mà về lại tiếp tục. lại tiếp Tiếp tục tục nó lại di lệch nhiều hơn nữa. đấy. Đấy. Thế xong hôm trước mới bảo là định bảo là mổ, và đi mổ thế xong rồi, chứ mổ xong thì nó lại cũng không hơn được như này. Thôi tối nay chị này vừa thấy em vừa rồi có gặp không? Em không gặp.